Tuy. Các bạn ơi, nếu các bạn thích video này đừng quên like và đăng ký cho kênh Tuzi Mobile Game nha. Hello mọi người, mình là Tuzi đây. Thì hôm nay Tuzi sẽ giới thiệu các bạn một cái trò chơi có tên gọi là cắt. Tuzi cũng chưa chơi cho nên là cũng không biết là cái game này như thế nào. Bây giờ các bạn cùng chơi với Tuzi ha. Cắt đầu, cắt xuống. Thì ở đây là nó sẽ có rất là nhiều chế độ ha, 444 level thì các bạn có chơi thoải mái, chơi xả láng luôn. Vàng xanh thì nó sẽ có màu ha, nó cũng chia màu ha, vàng xanh Olympic. Sao màu xanh là Olympic ta? Là màu tím, màu hồng, vân vân, rất là nhiều. Thì bây giờ màu vàng sẽ có 28 dòng ha. Tôi sẽ cố thử chơi hết 28 dòng này xem sao. Không hứa đâu nha. Ok, mình bắt đầu chơi vòng 1. Tức là các bạn sẽ cắt làm sao cho cái mảnh ghép đó nó quẹt trúng cái ngôi sao. Thì các bạn sẽ ăn được cái ngôi sao, đúng không? Đó, kiểu như vậy ha, các bạn hiểu đúng không? Rồi, bây giờ là cắt xuống thì nó sẽ tứa ra hai bên. Lý thuyết là như vậy. Kế tiếp, cái là cắt cánh giữa này cho nó quẹt xuống nè. Hai sao ha, thường là một vòng thì có hai sao, đây là một sao nè. Đây là cắt xuống thôi đúng không? Để nó yêu cầu các bạn lấy bao nhiêu sao thì các bạn hết hoàn thành hết cái sao thì các bạn sẽ được 3 sao. Qua dòng kế tiếp thì cái này cũng sẽ dạng là cắt xuống thôi. Cái góc cắt của bạn cũng rất là quan trọng cho cái game này ha. Chúng ta sẽ cắt. Đó, bắt đầu ba màu, bắt đầu khó chơi rồi nè. Bắt đầu có cái thứ di chuyển ở trong cái dòng đó, thành ra là các bạn sẽ phải động não chút xíu nữa. Cái này là cắt ra đầu nè, để cho nó quẹt hết một lần luôn. Cái vị trí của đường cắt ha, các bạn lưu ý cái vị trí đường cắt. Gì đây? Cái này chúng ta phải cắt theo cái đường để mà nó chui xuống được. Xéo xéo xuống một cái đoạn góc nhỏ thôi để mà nó có thể qua được khúc cái chỗ cái đường hầm đó. Bây giờ là ái chà chà. Mà các bạn lưu ý nha, tức là cái cùng màu, ví dụ mà cái game này đi là cái cục màu xanh này nè, nó phải ăn cái màu xanh, cái sao màu xanh chứ không cái màu vàng này không ăn cái màu xanh ha. Cho nên là cái này là cục cái đòn bẩy để các bạn lấy xuống. Đó, bật cái màu xanh lên thì cái màu xanh nó mới ăn được cái sao màu xanh. Gì đây? Cắt nhiều quá. Ủa, ăn đủ năm sao rồi. Ủa, cái gì? Rồi, cái này là cái gì đây? Lúc lắc. Cục bên đây đập xuống, nó sẽ đập xuống cái tủ xích đu. 12 rồi ha. Chà, chị T ha. Chị T thì chỉ được cắt một lần thôi. Không được. Không được luôn. Các bạn cắt xéo cái chữ T. Rồi cái gì đây? Chữ thập. Không được. Không được luôn, ăn được có 2 cái à. Khi các bạn thất bại quá nhiều, nó sẽ tự động hướng dẫn cho các bạn luôn. Cái đường dọc trước, rồi mới tới cái đường ngang. Thì những dòng này là các bạn phải cắt tới 2 đường lận. Vậy là người ta cũng cho cái 2 đường ha, cái này cũng 2 đường nè.
Vậy, rồi vậy. Ê, không được. Các bạn sẽ thành một hình tam giác. Thì logic của tôi đi là vậy. Rồi các bạn có thể, cái này nói chung là miễn cái game này thì nó có rất là nhiều cái phương án để các bạn chơi đúng không? Nên là nó không cố định. Bây giờ còn không chỉ các bạn cố định được. Những cái mà gọi là xích đu như vậy thì nó dễ, đơn giản rất là nhiều. Rồi, cái này thì các bạn phải đúng lúc ha. Tương tự được. Tiếp. Cái cục đó nó sẽ chặn lại để đẩy cái thanh nó đi. Ok, cái này thì sao đây? Vậy. Ồ, không được, không được. Các bạn sẽ cắt góc bên đây để cái cục đó rớt xuống và cái cây thanh bên đây nó quẹo qua. Mười chín. Cái này thì cũng có một đường thôi. Cắt giữa hả? À, cắt giữa theo mấy đường. Xéo. À, cắt xéo chỉ một bên thôi. Xéo như vậy. Khi nó thấy các bạn thất bại quá nhiều, nó sẽ chỉ luôn. Chỉ thấy độ giật mặt hết các bạn. Chơi gì mà kiểu gì dở quá. Dở quá, để tôi chỉ luôn cho. Này thì phong xuống thôi. Một sao đỡ, đơn giản. Bắt đầu có dấu hiệu mới là cái dấu hiệu bay lên nè. Xác. Tiếp. Đây là một cái ngôi sao. À, không được. Nó có một cái đường rẽ ở giữa cho nên là khá là khó. Làm sao nữa mà. Thôi, trời ơi. Một cạnh nó rớt xuống thôi, tại vì cái chỗ đó nó không là đủ một cái ngôi sao được. Rồi. Cái này là bay lên. Đâu đây? Hơi hiểu, tức là các bạn sẽ làm sao cho mà cái đó nó bay lên chung với lại cái cục đó mà làm sao mới được. À, không được. Ăn được con sao à? Cái mấu chốt quan trọng là bạn phải chỉnh làm sao cho nó ăn được chứ. Cái này thì à, cắt ở dưới. Cắt ở dưới thì nó mới thống luôn một cục luôn. Các bạn cắt ở trên hôm nào nó cũng có chút xíu à. Tự khó lắm. Chịu. Những cái thường đứng như vậy nó sẽ dễ hơn là nằm. Ừ.
đầu có thêm OU. Xéo. À xéo ngược lại. Trời. Trời. Chắc nhỏ thôi các bạn. Chắc nhỏ nó rớt xuống thôi. Trời, một nhát là chơi hết cái 28 rồi. Bắt đầu chơi tới màu xanh. Kéo lên. Kéo lên. Lên. Chính xác. Tại cái màu xanh bắt đầu các bạn sẽ cảm thấy nó khó hơn đúng không? Nó khó hơn cái màu vàng rồi. Này hả? Các bạn cắt cho đều ha. Đầu tiên thì nó học dễ hết. 100% rớt 100% là sao? À là các bạn phải làm cho cục nó rớt xuống dưới hẳn luôn. Nó không phải là chữ sao nữa. Ủa cái này thì dễ hơn chứ. Rồi cái này bắt đầu nhây rồi đó. Này nào ngôi sao. Xíu rồi, chút xíu rồi. Tại cái này các bạn không bắt đầu vừa qua được cái chỗ đó đúng không? Cho nên là cắt chút xíu thôi. Trời ơi. 90%. Chín mươi là đủ rồi các bạn ha, không cần 100%. 90 nó cũng khó nữa. Tức là cái này á, tại vì các bạn sẽ phải cắt bên đây trước thì nó đổ dồn bên đây, các bạn không cắt bên đây ha. Cái này kia nó xéo xuống thì nó ok hơn. Ừ. À, cái này ha. Cắt từ trên đỉnh xuống. Đừng cắt dưới lên nha các bạn. Cái bên. Chặt đôi. Khi các bạn cần một cái lực mà lớn hơn thì các bạn sẽ cắt đôi ha. Cắt xéo lại chỉ rớt xuống thôi. Gì đây? Xéo. Riêng cái này thì các bạn cần phải cắt xéo. Tại vì nó có cái vật ở phía trên. Ha. À, hai đường. Giống như nó có một cái bệ đỡ các bạn thì chúng ta mới cắt phía bên đây được ha. Này ha, xéo. À không được. Xéo bên đây. À không được luôn. Vậy. Cái đó phía trên. Các bạn suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều suy là bắt đầu. Lại sàn ngầu. À cái này hả. Cắt xéo lên đây. Đúng không? Xéo lên thì nó sẽ bay lên ha. Tại các bạn lưu ý là có một cái sợi dây á. Nó đỡ á. Chứ nó không phải là cái gọi là bay tự do lên. Ok. Cái này thế. Vậy. Xéo lên là sẽ hất hết luôn cả một cái cái chỗ đó. Sao ba sao luôn. Còn nếu mà các bạn cắt nhỏ không thì nó sẽ không lên được. Cái này thì cắt dây. Ui. Đạn hên. Cái đạn hên. Này không phải công nhận lặn hên.
Ok, thì đây là một cái trò chơi giải đố đơn giản dễ chơi mà ai cũng thể chơi được. Thì bạn nào chơi đến level bao nhiêu thì bạn comment phía dưới tôi biết nha. Và mong là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.